cá lóc, cá lóc nướng, cuốn bánh tráng. Thôi lụm đâu mà là cuốn tráng ăn nha, lụm một cái thôi. Quần tráng rồi, quất một cái cho nó bánh tráng rồi. Cậu cuốn gì đấy, nguyên bịch dĩa lúa hả? Không hết cơ. Thôi thôi làm cái cuốn này cũng hơi bị quanh ra tráng nha. Rồi đủ tạo nha. Tàu đâu cuốn bánh tráng, cuốn bánh tráng gì mà nó xấu dữ vậy? Rồi dân với anh em mình nha. Tàu đâu hết biết không? Bẻ không? Ủa, ngon không? Bẻ không? Bẻ không? Nghĩ gì rồi? Thấy cầm ra biết cái cuốn kia. Rồi, với anh em mình nha. Cuốn kiểu đó là biết bị bể rồi. Đói. Đói hả? Hấp dẫn quá ha. Nào rồi, của chú chị. Cá lóc nướng, lột da cuốn tráng. Hết bài luôn. Cuốn bánh tráng gì mà thấy không thấy thèm chân nhỉ? Đúng không? Trời ơi. Rồi đây chút chút nữa anh chỉ cho cưng một cách để mà cuốn bánh tráng nhanh và gọn lẹ không bị bể, đó là trẻ em cuốn cũng vẫn được luôn. Cuốn vậy là chết rồi. Rồi hôm nay cảnh cũng chia sẻ cho cô chú anh chị mình á một cái cách để cuốn bánh tráng, bánh tráng của mình nó sẽ không bị bể nha cô chú anh chị, và mình cuốn nhanh gọn lẹ. Còn như cuốn như kiểu nhóc trạng thì nó bị bể hết rồi cô chú anh chị, mà nó dài lực lượt quá. Rồi bây giờ cảnh sẽ chia sẻ cho cô chú anh chị mình một cách để cuốn bánh tráng rất là lẹ luôn. Đây cô chú anh chị, cô chú anh chị á, mình ăn bánh tráng á, mình cuốn nguyên cái cũng được nữa nha, mà mình cuốn nửa cái cũng được nha, không cần phải cuốn hết nguyên cái. Và cảnh bẻ ra nửa cái đây, bẻ hết rồi, lấy ra nửa cái thôi. Rồi giờ là cảnh lấy mở cái rồi. Đây đây coi nè, thì mơ mốt mình là cuốn nè, mình quấn lại thành một gan một cái quặng vậy. Đấy này đó, giống như cái quặng không. Rồi bây giờ dưa leo này á thì mình để vô đây, rau cũng là mình cũng để vô đây luôn đó. Này mình cuốn nhanh gọn lẹ và nó không bị bể luôn cô chú anh chị. À, cho vô đây, rồi hết vô đây. Phần cá thì mình cho vô trong luôn. Đó. Rồi xong, bây giờ mình tóm cái đầu này lại. Đó. Bịch lại ngang đầu này lại. Vậy là ăn thôi, đấy. Rất đơn giản nhanh gọn lẹ. Đúng không? Thế ai đâu mà quấn chi mà nó cực khổ mà dễ bị bể nữa. Cái này không bể luôn. Đó. Kêu tóm đầu này cái ăn. Cá thịt mèo ngọt. Mình cuốn gì nó rất là lẹ luôn của chú chị. Mà nó cà bánh tráng mình không bể nha. Còn mình cuốn nguyên cái kia thì mình cuốn vòng vòng một hồi cái mình bóp lại á, nó sẽ bị bể. Nên cảnh làm cách này á, nó sẽ không bị bể. Và miếng cái bánh tráng của mình á, mềm mèo của chú chị. Này trẻ em đều cuốn vẫn được luôn. Quá. Đơn giản. Còn lẹ.
bánh tráng không bể luôn cô chú anh chị. Này cô chú anh chị, cô chú anh chị mình á, cuốn theo cái cảnh á, là bánh tráng của mình không bao giờ bị bể nha. Và mình rất là nhanh luôn và trọn lẹ. Mình làm vậy á, bánh tráng mình nó không bể đi. Nên cô chú anh chị mình cuốn rất là dễ. Này cuốn cái cách này á, trẻ em đều cuốn được luôn cô chú anh chị. Rất là lẹ luôn và nó không bị bể. Cảnh kết thúc video đây nha cô chú anh chị. Cô chú anh chị mình có xem kênh Cảnh, có mới kênh Cảnh thì cho Cảnh xin một like và đăng ký kênh để ủng hộ cho Cảnh nha, để Cảnh có nhiều động lực hơn và làm nhiều video hơn cho cô chú anh chị mình cùng xem. Thôi Cảnh chào tất cả cô chú anh chị mình nha.